Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử Việt Nam Plus, chương trình cập nhật những tin tức mới và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong diễn biến chiến sự nóng tại Kursk, đội biệt kích của lực lượng đặc nhiệm Gakmat đã tiến hành trinh sát bằng vũ lực để giành được một cứ điểm chỉ huy ở Sudza trong lãnh thổ Nga, nơi Ukraine từng kiểm soát. Việc giành được điểm cao này sẽ giúp Nga kiểm soát một cách dễ dàng việc di chuyển của quân đội Ukraine trong khu vực. Khu vực mới giành được có độ cao 400-500 mét. Theo thông tin trinh sát, có một số binh lính Ukraine ở đó. Vào lúc rạng sáng, nhóm tấn công đã tiến vào cao điểm, nhưng các quân nhân Ukraine đều đã thiệt mạng. Trước đó, Nga đã nã pháo liên tục vào vị trí này, khiến Ukraine mất quyền kiểm soát. Sau khi giành được điểm cao, Nga tiếp tục điều máy bay tấn công các vị trí tiền phương của Ukraine. Kiev sau đó đã đáp trả bằng một số quả pháo Grad. Theo hãng tin TASS, Nga đã chặn 6 cuộc tấn công của Ukraine ở khu vực này và cho biết hàng chục binh sĩ của phía Kiev đã bị thương hoặc bị thiệt mạng. Sudza, nơi có dân số trước xung đột khoảng 5.000 người, là một trong những thị trấn lớn nhất mà Ukraine tuyên bố kiểm soát tại vùng Kursk kể từ khi Kiev tấn công khu vực hôm 6 tháng 8. Thị trấn là điểm trung chuyển khí đốt tự nhiên cuối cùng của Nga sang châu Âu qua Ukraine. Ngoài ra, các nỗ lực tấn công của Ukraine tại các khu vực Krasnotavskoye, Olgovka và Cherkaskoye, Poreshnoye đã bị ngăn chặn. Các cơ quan an ninh Nga đang thực hiện mọi biện pháp an ninh tối đa để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tình hình hoạt động của nhà máy đang được Nga kiểm soát, nhưng cơ sở này vẫn trong tình trạng báo động khủng bố cao. Quân đội Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch vô hiệu hóa cuộc tiến công của Ukraine ở Kursk. Nhóm tác chiến phía Bắc với sự hỗ trợ của lực lượng không quân, lục quân và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi 11 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraine theo hướng Boroki, Kulbanki, Kremianoye và Malaya Lukina. Quân đội Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực tấn công vào Krasnotavskoye, Olgovka và Cherkaskoye, Poreshnoye. Truyền thông Nga đưa tin cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk từ ngày 6 tháng 8 khiến Kiev phải trả giá đắt. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 3 tuần kể từ khi chiến dịch Kursk bắt đầu, Ukraine đã mất hơn 6.600 quân, 73 xe tăng, 34 xe chiến đấu bộ binh, 62 xe bọc thép chở quân, 432 xe chiến đấu bọc thép và 201 xe cơ giới khác. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga cũng đã phá hủy 45 khẩu pháo và 13 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 4 bệ phóng HIMARS do Mỹ cung cấp. Phát biểu qua kết nối video với phóng viên truyền hình Ukraine hôm 27 tháng 8, tướng Oleksandr Zelensky, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố quân đội nước này đang kiểm soát 1.294 km vuông lãnh thổ và 100 khu dân cư ở vùng biên giới Kursk của Nga. Ông Zelensky cho biết các lực lượng Kiev đang tiếp tục chiến dịch đột kích ở Kursk. Từ ngày 6 tháng 8 đến nay, họ đã bắt giữ khoảng 592 binh sĩ Nga ở vùng biên giới này làm tù binh. Vị tướng hàng đầu của Kiev thông tin thêm, một trong những mục tiêu của cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk là đánh lạc hướng một số lực lượng lớn quân Nga khỏi các khu vực khác, chẳng hạn như Pokrovsk và Kurakove ở vùng Donbass miền đông Ukraine, và mục tiêu này đã thành công. Ông Zelensky tin Moscow nhận thức rõ mục tiêu của đối phương và đang tập trung các đơn vị chiến đấu tinh nhuệ nhất của họ ở khu vực tiền tuyến Pokrovsk. Ông cho biết thêm, tất nhiên, chiến dịch Kursk đã chuyển hướng một lượng đáng kể lực lượng của đối phương. Hiện tại có thể nói rằng khoảng 30.000 quân nhân Nga đã được triển khai tới mặt trận Kursk và con số này đang tăng lên từng ngày. Đồng thời, đối phương đang cố gắng không rút các đơn vị khỏi những khu vực khác và chỉ tăng cường hiện diện ở mặt trận Pokrovsk. Cụ thể, tư lệnh không quân Ukraine Trung tướng Mykola Olechuk cho biết quân đội Nga đã phóng tổng cộng 3 tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzhal từ máy bay MiG-31K, một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ Crimea, một tên lửa hành trình Iskander-K từ Voronezh, 5 tên lửa hành trình KH-101 từ máy bay ném bom Tu-22M3, 81 UAV tấn công từ tỉnh Yevsk và Kursk. Ông Olechuk thông tin thêm, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tên lửa hành trình KH-101 và 60 UAV. 10 UAV của Nga có thể đã rơi xuống lãnh thổ Ukraine, một máy bay vượt qua biên giới Belarus và khoảng 10 máy bay khác đang ở trong không phận Ukraine. Vì vậy, hoạt động phòng không vẫn đang tiếp tục. Phía quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm chiến đấu Dnev phá hủy 2 tàu đổ bộ cùng 10 binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc đổ bộ vào bán đảo Kinburn đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9 tháng 8. Trong nửa đầu tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần cố gắng đổ bộ lên Tendrovskaya,
và bán đảo Kerch, nhưng chịu tổn thất nghiêm trọng và buộc phải rút lui dưới hỏa lực của quân đội Nga. Thống đốc Kherson Vladimir Sando cho biết những nỗ lực này đã khiến lực lượng vũ trang Ukraine mất 20 binh sĩ tình nhuệ. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết lực lượng nước này đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào căn cứ không quân ở 4 khu vực của Ukraine. Tên lửa siêu thanh Kinzhal nằm trong số các loại vũ khí được sử dụng. Trong tuyên bố ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng sân bay quan trọng ở Ukraine, sử dụng vũ khí tầm xa chính xác, bao gồm tên lửa đạn đạo Kinzhal và UAV tấn công. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều bị đánh trúng. Cảnh báo không kích vang lên khắp Ukraine vào đêm 26 rạng sáng 27 tháng 8. Truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở các khu vực Khmelnytsky, Sumy, Krivodok và Rovno. Cuộc tập kích diễn ra sau cuộc tấn công chính xác cao vào cơ sở hạ tầng hỗ trợ ngành công nghiệp quân sự của Ukraine đêm 25 rạng sáng 26 tháng 8. UAV tấn công tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đã gây ra tình trạng mất điện ở hầu hết các khu vực của Ukraine, nhắm vào các căn cứ không quân ở Kiev và vùng Dnepropetrovsk, nơi lưu trữ vũ khí và máy bay do phương Tây cung cấp. Theo truyền thông Ukraine, đây là cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Hơn 230 tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu ở 15 khu vực. Bộ Quốc phòng Ukraine vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh quân đội sử dụng UAV để bắn nổ một hệ thống phòng không Strela-10 và một xe tăng T-62 của Nga ở gần khu định cư Kramatorsk, vùng Donetsk. Phía Ukraine cho biết lực lượng biên phòng đã sử dụng UAV trinh sát, UAV tấn công và UAV cảm tử để tập kích ba khí tài quan trọng của đối thủ ở Donetsk. Một xe tăng T-62 và một hệ thống Strela-10 đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi một xe tăng khác bị hư hại. Trong đoạn video, lực lượng Ukraine đã dùng UAV tấn công để thả bom vào hệ thống Strela-10 và xe tăng T-62 của Nga. Những đòn tấn công chính xác khiến hai phương tiện này bốc cháy và phát nổ dữ dội. Ở cuối video, UAV cảm tử của Ukraine cũng làm hư hại thêm một xe tăng của Nga. Ngày 27 tháng 8, Thống đốc tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov đã đưa ra một tuyên bố ngắn sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin về một cuộc tấn công bất thành của lực lượng Ukraine vào khu vực này sáng cùng ngày. Ông Gladkov viết trên Telegram rằng có thông tin đối phương đang cố gắng xâm nhập biên giới tỉnh Belgorod. Ông Gladkov nhấn mạnh, theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn phức tạp nhưng trong tầm kiểm soát. Quân đội của chúng tôi vẫn đang hoạt động theo kế hoạch. Xin hãy bình tĩnh và chỉ tin tưởng vào các nguồn thông tin chính thức. Kênh Telegram Short trước đó cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một trạm kiểm soát biên giới tại Nekoteyevka nhưng bị đẩy lùi sau khi chịu tổn thất. Kênh Mass đưa tin, tổng cộng có khoảng 500 binh sĩ Ukraine đã tấn công hai trạm kiểm soát của Nga tại Nekoteyevka và Sebekino thuộc Belgorod. Blog quân sự chiến dịch Z của Nga viết đã có các cuộc đụng độ giữa các nhóm quân Ukraine với các nhóm pháo binh Nga. Không có nỗ lực lớn nào nhằm vào xuyên thủng biên giới. Các thông tin trên hiện chưa được xác nhận. Tỉnh Belgorod và các khu vực biên giới khác của Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ khi Ukraine phát động một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tỉnh Kursk hôm 6 tháng 8. Từ đó đến nay, các khu vực biên giới đã được chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra thêm các cuộc tấn công. Thống đốc Belgorod cho biết trong một thông báo riêng rằng chính quyền địa phương đang sắp xếp tái định cư một nhóm dân cư gần biên giới nhằm đảm bảo an toàn. Trong một tuyên bố mới đáng chú ý, chính quyền Mỹ cho hay các cuộc đàm phán với Ukraine về triển vọng tăng cường độ tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Washington sản xuất vẫn đang diễn ra và những cuộc thảo luận này sẽ không được công khai. Thông tin trên được người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby xác nhận tại một cuộc họp báo trực tuyến hôm 26 tháng 8. Ông Kirby cho rằng đây không phải là mong muốn mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Kirby cho hay, nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ mối quan ngại này riêng với Mỹ và ông ấy chắc chắn đã công khai mọi quan ngại này với mọi người và chúng tôi hiểu tại sao ông ấy làm như vậy. Như tôi đã nói rất nhiều lần, chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận với Ukraine nhưng chúng tôi sẽ giữ bí mật, không có thay đổi nào đối với chính sách liên quan đến vũ khí của Mỹ để thảo luận và cũng không có chỉ dẫn nào về vấn đề này để thảo luận. Theo một số nhà lập pháp và quan chức Ukraine, đã có những dấu hiệu cho thấy một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cân nhắc dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp bên trong lãnh thổ Nga trong những ngày tới. Một nghị sĩ Đảng Dân Chủ cho biết chính quyền đang xem xét yêu cầu của Kiev. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa cho biết họ có đang cân nhắc thay đổi chính sách này hay không.
Trong một diễn biến nóng khác, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo phương Tây về vai trò trong chiến dịch tấn công vùng Kursk do Ukraine thực hiện, đồng thời nhắc lại việc Nga đã điều chỉnh học thuyết về vũ khí hạt nhân. Đụng độ hạt nhân là mối lo ngại an ninh lớn cho các nước phương Tây khi tiếp cận cuộc xung đột Nga-Ukraine. Vì tránh đối đầu trực diện theo kịch bản Thế chiến 3 và tránh leo thang hạt nhân, phương Tây từng không cho phép Ukraine dùng vũ khí của họ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Nhưng ràng buộc này được nới lỏng với mục đích tự vệ, kể cả khi Ukraine tập kích vùng Kursk của Nga. Điều này khiến Nga nhanh chóng phản đối và đưa ra những cảnh báo. Theo ông Lavrov, Ukraine đã tống tiền phương Tây để yêu cầu được phép tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng Moscow đã điều chỉnh học thuyết về vũ khí hạt nhân và khẳng định rằng việc các cường quốc hạt nhân phương Tây đang đùa với lửa là chuyện hết sức nguy hiểm. Ngày 27 tháng 8, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi đã đến thành phố Kuchatov của Nga, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Kursk. Trước đó, ông Grossi đánh giá nguy cơ nhà máy điện hạt nhân Kursk bị hư hại do các cuộc tấn công của Ukraine là rất nghiêm trọng. Ông cho biết có kế hoạch thăm nhà máy để thảo luận với ban giám đốc và xác định xem nhà máy có bị tấn công hay không. Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, hoạt động quân sự gần nhà máy gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về an ninh hạt nhân và thể chất. Chuyến thăm của người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đến nhà máy điện nguyên tử Kursk đã cho phép tiếp cận kịp thời để đánh giá độc lập tình hình. Trước đó, các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nhà máy điện hạt nhân ở Kuchatov đêm ngày 22 tháng 8. Thiết bị bay không người lái bị bắn hạ đã rơi gần buồng chứa các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Nhà máy điện hạt nhân Kursk là một trong bốn nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Nga, nằm gần thành phố Kuchatov. Đây là điểm nút quan trọng của hệ thống năng lượng thống nhất của nước Nga. Theo báo Times of Israel, con tin vừa được giải cứu là Qa'id Farhan Al-Qadi, 52 tuổi, thuộc cộng đồng người Bedouin gần thành phố Rahat, phía nam đất nước. Ông Al-Qadi đang làm bảo vệ tại một nhà máy đóng gói tại Kibbutz Magen vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các tay súng thuộc phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas đột kích xuyên biên giới và lãnh thổ Israel bắn giết và bắt giữ con tin. Lực lượng phòng vệ Israel cho hay lính biệt kích thuộc đơn vị Sayyatet 13 tinh nhuệ của Hải quân, lực lượng phòng vệ Israel hôm 27 tháng 8 đã tìm thấy ông Al-Qadi bên trong một đường hầm ở phía nam Gaza. Chiến dịch giải cứu do Bộ Tư lệnh Miền Nam, Cơ quan An ninh Shin Bet và Sư đoàn 162 của lực lượng phòng vệ Israel phối hợp chỉ huy. Nhà chức trách Israel cho biết ông Al-Qadi trong tình trạng khỏe mạnh. Khoảng 104 trường hợp trong tổng số 251 con tin bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, được tin vẫn còn ở Gaza. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel xác định 34 người trong số họ đã thiệt mạng. Hamas đã phóng thích 105 thường dân theo thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần với Tel Aviv vào cuối tháng 11 năm ngoái và thả 4 con tin trước đó. Lực lượng phòng vệ Israel đã giải cứu 8 con tin còn sống và tìm thấy thi thể của 30 con tin, bao gồm cả 3 người bị binh lính Israel giết nhầm khi họ cố gắng trốn thoát khỏi những kẻ bắt giữ. Trong một diễn biến liên quan, sau vụ một người đàn ông Ả Rập gốc Israel thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh lính lực lượng phòng vệ Israel ở bờ Tây đêm ngày 26 tháng 8, Hamas đã kêu gọi tổng đình công ở một số khu vực trong vùng, đồng thời thúc giục các lao động người Palestine vùng dậy, đối đầu và đáp trả quân Israel. Nạn nhân của vụ việc đêm ngày 26 tháng 8 được xác định là Khalid Salem Kawlawi, 37 tuổi, công dân Israel nhưng sống tại ngôi làng Wadi Raha của người Palestine ở bờ Tây, phía nam Bethlehem. Theo lực lượng phòng vệ Israel, căng thẳng bùng phát sau khi người Palestine ném đá vào các phương tiện của Israel trên một xa lộ trong khu vực. Những người định cư Israel đã đến Wadi Raha để đáp trả người Palestine và ẩu đà nổ ra. Binh lính lực lượng phòng vệ Israel được điều đến hiện trường đã nổ súng trấn áp. Trong một thông báo chung với Cơ quan An ninh Quốc gia Israel Shin Bet, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrahi nêu rõ, hoạt động này nhằm tiêu diệt thành phần khủng bố ở thành phố Jenin và Tulkam ở khu vực bờ Tây. Trong khi đó, Bộ Y tế Palestine cho biết hai người đàn ông thiệt mạng do các hoạt động quân sự của Israel ở thành phố Jenin. Hoạt động trên diễn ra 2 ngày sau khi Israel thông báo đã thực hiện một cuộc không kích vào bờ Tây. Chính quyền Palestine cho biết có 5 người thiệt mạng trong cuộc tấn công này.
Tình trạng bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza vẫn tiếp diễn. Theo con số thống kê của hai bên, hơn 640 người Palestine và ít nhất 19 người Israel thiệt mạng trong các vụ bạo lực kể từ sau khi xung đột bùng phát tại giải Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023. Theo đó, Iran sẵn sàng khôi phục đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân vì mục tiêu hòa bình của Iran. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao quốc gia Hồi giáo đồng thời nhấn mạnh người Mỹ không đáng tin cậy, kêu gọi chính phủ Iran không nên hy vọng và đặt lòng tin vào Mỹ. Tuyên bố của đại giáo chủ Iran được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Israel, đồng minh số 1 của Mỹ tại Trung Đông, đang trong tình trạng căng thẳng cao độ. Iran cáo buộc Israel thực hiện vụ ám sát thủ lĩnh chính trị lực lượng Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào hôm 31 tháng 7 và nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành biện pháp đáp trả khốc liệt chống Israel. Về cuộc khủng hoảng này, truyền thông Israel đưa tin, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Trung Đông trước mọi cuộc tấn công tiềm tàng từ phía Iran. Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump cho biết ông đã đạt thỏa thuận với chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và cuộc tranh luận hôm 10 tháng 9 tới. Theo ông Donald Trump, quy định của cuộc tranh luận tháng tới sẽ không cho phép các ứng viên mang tài liệu ghi chép trước và các ứng viên sẽ phải đứng trong suốt thời gian tranh luận. Ông Donald Trump cũng nhấn mạnh rằng kênh truyền hình ABC News đã đảm bảo rằng đây sẽ là một cuộc tranh luận công bằng và bình đẳng và không bên nào sẽ được biết câu hỏi trước. Ông Donald Trump cũng để ngỏ khả năng tiếp tục tranh luận hai lần nữa trong tháng 9, mặc dù phía bà Kamala Harris chưa có bình luận nào về khả năng này. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm Chủ nhật vừa qua đã dọa sẽ không tham dự cuộc tranh luận với bà Kamala Harris hôm 10 tháng 9 tới vì cho rằng hãng tin ABC News sẽ thiên vị đối thủ của mình bằng cách cho biết trước câu hỏi. Căng thẳng tiếp tục gia tăng trong ngày 27 tháng 8 khi chiến dịch tranh cử của hai ứng viên tranh cãi xung quanh vấn đề có nên tắt micro của ứng viên khi chưa tới lượt nói hay không. Trong bức thư ngỏ được trang USA Today chia sẻ, có đoạn nêu rõ lần đầu tiên các thành viên Đảng Cộng Hòa cùng tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho liên danh tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris và Thống đốc Tim Watt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới. Những thành viên ký vào bức thư thừa nhận vẫn có những bất đồng ý kiến với Phó Tổng thống Harris và người liên danh tranh cử của bà, nhưng cũng lưu ý rằng lựa chọn thay thế cho bà Harris đơn giản là không thể chấp nhận được. Trước đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, một nhóm các cựu nhân viên của cựu Tổng thống Bush, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cũng đã cam kết ủng hộ ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, khi đó là ông Joe Biden. Hồi tháng 7, Tổng thống Joe Biden thông báo rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng và giới thiệu bà Harris làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Bà Harris đã lựa chọn ông Watt là người liên danh tranh cử và tiếp nhận đề cử làm ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Các kết quả khảo sát gần đây cho thấy, cặp liên danh tranh cử đại diện Đảng Dân Chủ đang có lợi thế dẫn trước cặp liên danh tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, khoảng cách này không lớn và có thể thay đổi khi đến sát ngày bầu cử. Vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình Thời sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh YouTube Báo Điện tử Việt Nam Plus. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.